thành hợp của chú rể thủ viên sẽ duyên từ giờ giờ tình ngừa ăn. Xin chính thức được bắt đầu.
toàn vị quan khách đi cùng chiều đây để cùng hội tụ để cùng đông đủ tại mảnh đất thờ thượng bản cù sắt Mường Khiêng Thuận Châu yêu dấu của chúng ta trong buổi chiều hôm nay, để chúng ta đi cùng hòa chung với không khí ngày vui và đi cùng chúc mừng năm hạnh phúc trong trẻ thư duyên và đình loan trong buổi chiều hôm nay. Và ngay giây phút này đây thì xin trân trọng kính mời thượng vị và chúng ta sẽ cùng định khẩu tổ chức cũng để cùng dâng sự vòng tay để cùng chào đón cô dâu và chú rể để cùng trở về với trung tâm sân khấu tình yêu trong buổi chiều hôm nay. Và thì cho phép ban tổ chức tôi sẽ thông báo và kính chuẩn bị tới toàn thể quý vị. Dạ vâng, xin hân hoan nồng nhiệt chào đón toàn vị quan khách đã cùng chiều về đây để cùng hòa chung ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày vui, ngày hoàn hỷ. Và đã cùng chiều về đây cùng tham dự chương trình buổi lễ thành hôn của chú rể Thư Duyên sánh duyên cùng cô dâu Đinh Loan trong buổi chiều ngày hôm nay. Và để nói đầu tiên cho phép mình truyền xin được thay lời cho gia đình và xin lỗi lời cho cô dâu và chú rể cũng như anh em tổ chức sự kiện, xin được gửi tới toàn thể quý vị một lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý thân mến, và có lẽ rằng tình yêu tuổi trẻ khát khao bao nhiêu tháng đời mong chờ, và ngày hôm nay cô dâu và chú rể của chúng ta đã cùng thỏa nguyện ước mong, và đặc biệt cô dâu và chú rể của chúng ta nguyện chung sức chung lòng chung cha chung mẹ chung bà chung ông. Và ngày giây phút này đây, trăng vàng đã điểm, giờ vàng đã tới, thì xin trân trọng kính chuyên mời tới toàn vị quan khách của chúng ta sẽ cùng hướng ánh mắt lòng lành của mình về trước cổng hôn trước cưới, và được quên vang lên những tràng pháo tay thật lớn thật nồng nhiệt để cùng chào đón đôi tân lang và tân gia nhân đẹp và dạng người và hạnh phúc nhất trong buổi chiều hôm nay, đó là chú rể Thư Duyên, cô dâu Linh Loan. Vâng, xin mời và hạnh phúc vay kể vai sắp bay đầu, và đặc biệt để cùng trở về với một tình yêu chân tình đích thực cũng như để cùng trở về với sự có tình yêu để cùng ra mắt cũng như kiến thức vị toàn khách trong buổi chiều hôm nay. Một tràng vào tay thật lớn nữa để cùng chào đón cô dâu và chú rể được không quý vị ơi. Đinh Lang và đặc biệt cũng như là đội tuyển Lang và tuyển gia nhân hạnh phúc nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, và để cùng bày tỏ lời cảm ơn tới toàn vị quan khách trong buổi chiều hôm nay thì xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hai bạn sẽ cùng quý chào toàn thể quý vị và mời quý chào thật sâu đi nào. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, ông thần lấy chồng thì không phải chỉ riêng chồng, còn cha còn mẹ còn ốc còn bà, còn họ hàng nội ngoại gần xa, còn anh còn chị còn ta với mình. Và với những tình cảm yêu thương mà toàn vị quan khách của chúng ta đã và đang để cùng trao gửi lời yêu thương, để cùng chúc mừng tràn đầy hạnh phúc cho cô dâu và chú rể, và hôm nay cùng chiều về đây để cùng tham dự buổi lễ thành hôn của chú rể Thư Duyên sánh duyên cùng cô dâu Đinh Loan trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngay giây phút này đây, ắt hẳn sẽ không thể thiếu đi những ngày làm cha mẹ cũng như những bậc sinh thành ra cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngay giây phút này đây thì cho phép ban tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng kính chuẩn bị từ đại diện bên họ nhà trai, xin được trân trọng kính mời anh Tòng Văn Thảo và cũng như chị Cà Thị Thủy sẽ cùng nắm chặt tay nhau để cùng trở về với trung tâm sân khấu tình yêu, và để cùng ra mắt và dự kiến toàn vị quan khách trong buổi chiều hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Vâng, và để tục lên tổng chương trình thì cho phép ban tổ chức tôi xin được trân trọng kính chuẩn bị tới đại diện bên họ nhà gái, xin trân trọng kính mời bố Bạc Cầm Ước và mẹ Bạc Thị Thoại sẽ cùng nắm chặt tay nhau và đây cùng trở về với trung tâm sự có tình yêu để cùng ra mắt và dự kiến toàn vị quan khách trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý thân mến, và có lẽ các toàn thể quý vị chúng ta đã và đang để cùng chứng kiến cũng như người làm cha làm mẹ cô dì chú bác chị đã cùng tần tảo sớm hôm để cùng chất chiêu để cùng nuôi dạy con còn lớn trở thành, ngày hôm nay đã cùng thỏa nguyện ước mong khi thấy hai con của mình trở về nơi bến đỗ hạnh phúc để đi xây dựng tổ ấm bên người mình yêu thương. Và một lần toàn thể quý thân mến, và chúng ta có thể nổ ra một tràng vào tay hơn nữa để cùng chào đón đại gia đình của chúng ta đi nào. Làm cha mẹ cũng như những anh người chị cũng đã có mặt đông đủ trên sân khấu tình yêu, và đây cùng bày tỏ lời cảm ơn tới toàn vị quan khách trong buổi chiều nay thì xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể và cũng như đại diện đôi bên gia đình của chúng ta sẽ cùng quý chào toàn thể vị và mời các cú chào thật sâu đi nào. Dạ vâng, kính thưa toàn thể thân mến, và thứ là yêu nhau chẳng quản xa gần, cầu không tới Việt cũng lần mà sang. Yêu nhau chẳng quản lầm than, mấy sông ta cứ lội mấy ngàn anh cũng qua. Và cái thật yêu và được yêu là điểm hạnh phúc lớn lao nhất cuộc đời mỗi con người. Và khi yêu, hai trái tim luôn hòa chung một nhịp đập,
Và đến rồi ngày hôm nay đây, chú rể từ duyên của chúng ta đã cùng về thừa với mẹ cha. Mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình. Và cô dâu Đinh Loan của chúng ta đã cùng về thừa với gia đình. Gia đình đồng ý cho mình lấy ta, với mình rồi lại với ta. Đẹp xuyên đến nữa mặn mà tình yêu. Và từ nay cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng chung cha, chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông. Ban ngày thì chung việc ngoài đồng, buổi tối chung chiếu, chung phong, chung màn. Và chung nhau lầy thở tiếng than, chung nhau cái bánh xà phòng, chai thuốc giờ gội, lọ thuốc đánh răng. Chung con đường nhỏ về nhà, chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông. Và tình đôi trẻ của chúng ta xinh đẹp như áng mây hồng, và tựa như ánh đèn lồng xanh đôi. Và quý vị thân mến, và niềm vui hạnh phúc ngập tràn khi cô dâu và chú rể của chúng ta đã cùng nguyện chung sức chung lòng để cùng nắm chặt tay nhau, để cùng sưởi ấm con tim, để cùng bước đi trên con đường của hạnh phúc niềm vui ngập tràn, để cùng đi xây dựng tổ ấm bên người mình yêu thương. Dạ vâng, quý vị thân mến, và trên mảnh đất thừa thượng bản cù sắt Mường Kiêng Thuận Châu yêu dấu của chúng ta thường có câu nói nổi tiếng rằng trăm hoa ta đã nở một giờ không bằng một phút đợi chờ tình yêu. Và có thật ngày hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2023, tức ngày 27 tháng 12 năm Kỷ Mão. Và đặc biệt hơn nữa, và đặc biệt với sự có mặt đông đủ của thông vị quan khách có mặt trong khán phòng tình yêu trong buổi chiều hôm nay, và sự đồng tình của cô dâu và chú rể, và được sự tác hợp của đại diện đôi bên gia đình, và được sự cho phép của chính quyền địa phương, ban tổ chức của chúng tôi sẽ không để quý vị chờ đợi lâu thêm một giây phút nào nữa. Và tôi sẽ được trịnh trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của chú rể Thứ Duyên sẽ duyên cùng cô dâu Linh Loan sẽ chính thức được bắt đầu. Xây dựng tổ ấm bên người mình yêu thương. Và xin được kính chúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ ngày càng trăm năm hạnh phúc và hạnh phúc trăm năm. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý thân mến, và phải thú thật với toàn thể vị quan khách rằng Minh Chuyên thì cũng xuất thân từ nông thôn, và Hoành thì cũng chưa đến mọi môn, và đây cũng trở về với mảnh đất thân thương, và đặc biệt đây cũng trở về với mảnh đất thân thương bản cù sắt Mường Kiêng yêu dấu của chúng ta trong buổi chiều nay. Thưa quý vị thân mến, và quý vị có thể cho phép Minh Chuyên sẽ thay lời cho gia đình cũng như cô dâu và chú rể sẽ phát biểu về tiếng Thái được toàn thể quý vị ơi. Trên tiếng lại phô mềm phía đầu xương, ban tổ chức có sự lời chiêng, xô mải, xô mềm, tanh cầu, tanh xít, có nhà bài nhám tựa hấp chí lầu hôm bú, lầy kịp thu hôm ban, sẽ là điều hấp lịt cho băng lòng vàng cưới, nung sửa bạc bóng a đê, lầy bắc khèn mái trông khởi phần, sang phút ra tà nay, phút ra có mi lộ chay, tà nay mi lộ nhanh, nhưng khăn thùng bó cay, chay khăn thùng bó cầu, nhưng xếp cầu biển sầu. Chai sắp bị biển báo, có cho bạn những phượng tờ có ế bản sai đê, chai đang ngựa còn lại bản nằm, có bó trừ hỏng hạc đốc trời, hỏng pháo đông phanh, bó trừ nam ăn lai xài mất kiểu cơ bà mớ, sang sòng lưu sòng làn hâu, có chăng hạc cả đời với bàn, tản bìa hạc cuồng trương, sự cả đằng quam khắp trào hèn, phụ cả nhận bắc cột cuồng tòng, nhận bắc hỏng lai trời, chai cửa xoài ải liều chờ anh, nhưng cỏ to su em cỏ hạc cỏ bách một đằng, sang đi sòng phái phút ra tại nay, có chẳng hà lệ mưa lý bên trần, mưa sắn bên chép, một đồng chân ngam phỉ trước bàn mà, trên lại nhài cốt mồm hầu, nhài cầu bó hồng mòn, chay có sập lèn sơ hà, nhưng có sập lèn pha xú, bên đôi sông đầy thú, bên cù sơn cổ kim, sang xuống mài xuống mềm bỏ mẹ phỉ nòng mà đi, họ cần thấy lắm nữa xử lý bị hồ kiêng, áo cắn má tụm má tôm, má trong suốt trong bùn, má vô được sần làn tòi sòng phái cho sức hoài, khoai có bát mi sẵn hơn xưa, khoai sao tăng nà sòng khoái chuôn, sao chung hải ép và cào hẳn khăn mạnh, phu dân bàn tướng chờ bàn, phu dân cản mương tướng chờ hù, phu yếu chủ sân lệ chủ phủ chờ bàn, phu biết hùng biết làn lầy bó phong nhu, phu phục hầu mất đèn núi phó hàm, phu mắc khàm hầu mất đèn hi ca phương, phu mắc cà phê hầu mất đèn núi to, mù lăng ca sĩ khánh đi nơ số mai, số mê phô mê phía nào nơ. Ai khánh đi ấy, ở mù lăng mà phô mê phía nào lên nói như nào. Dạ vâng, và quý thân mến, và ngày giải phút này đây, và đặc biệt để cùng hòa chung với không khí ngày vui, và đặc biệt để cùng trao gửi thêm để cùng chúc mừng trên năm hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi chiều hôm nay, cũng như câu chuyện tình trăm năm của cô dâu và chú rể của chúng ta, át hẳn không thể nói được bằng thơ được không quý vị. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, vâng, thân lấy chồng thì không phải chỉ riêng chồng, còn cha còn mẹ, còn ốc còn bà, còn họ hàng nội ngoại gần xa,
còn anh còn chị, còn ta với mình. Và với những tình cảm mà từng vị quan khách của chúng ta đã và đang xếp cùng gửi gắm tới cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày nay, hát đạn sẽ không thể thiếu đi những món quà yêu thương cũng như đại gia đình của chúng ta xếp cùng gửi tới cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày nay. Và ngay giây phút này đây thì sẽ trao cho các bạn sẽ cùng tiến lên một bước để cùng đón nhận với những món quà ý nghĩa nhất cùng như đại gia đình xếp cùng gửi tới cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Vâng, và ngay giây phút này đây thì cho phép bạn từ chúng tôi xin được trân trọng kính chào mời tới những món quà yêu thương sẽ cùng gửi trao cho cô dâu và chú rể trong buổi chiều hôm nay. Cho phép bạn từ chúng tôi xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình anh Mỹ Thảo và cũng như gia đình ông Bính Bảo cũng sẽ có những món quà để cùng gửi gắm tới hai con hai cháu của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời góp với những món quà ý nghĩa thấm tình và thay lời lời cùng chúc mừng cho những người con thân yêu của mình, và đặc biệt món quà ý nghĩa nhất cũng như để cùng cho gửi cho cô dâu và chú rể trong buổi chiều hôm nay, nó sẽ được ví như thanh kim và sợi chỉ, và sẽ được cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng đem đi suốt cả cuộc đời, được không quý vị? Cũng như gia đình anh chị và cũng như gia đình em Bình Ngoan cũng sẽ có những món quà để cùng gửi gắm tới những người anh người chị và cũng như những người con thân yêu của mình trong buổi chiều hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, vào tháng năm ngày vui thì pháo nổ vang trời. Mẹ xin gửi tặng một lời vàng son, món quà nhỏ tấm lòng son. Mẹ tặng đã để đôi con sau này nhớ sinh một gái một trai, mai này lớn lên thành tài cha mẹ vui. Và với những món quà ý nghĩa và cũng như người làm cha mẹ đã cùng chăm gửi lời thương tới cô dâu và chú rể, đó là đặc biệt đó thiết lời cho những bông hoa tươi thắm cũng như để cùng gửi gắm tới hai con sẽ cùng trăm năm hạnh phúc để cha mẹ già chống ông, và cũng như để đôi ta sẽ cùng trở về nơi bến đỗ hạnh phúc. Và một tràng vỗ tay lớn nữa để cùng cảm ơn những món quà vừa rồi, được không quý vị ơi? Những món quà ý nghĩa để cùng gửi tới đại gia đình trong buổi chiều nay thì xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình ông Ngoan Hương và cũng gia đình ông Ngọc Trai, và đặc biệt cũng như gia đình anh chị Đức Màu cũng sẽ có những món quà để cùng gửi gắm tới những người con, người cha thân yêu thân yêu của mình. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Rằng với những món quà ý nghĩa thắm tình đến từ những người anh, người chị, người cha, người chú, cô dì, chú bác sẽ cùng gửi gắm tới cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa sẽ lại cùng cô dâu và chú rể của chúng ta để cùng tạo dựng cũng như để cùng xây dựng tổ ấm cho riêng mình. Và đặc biệt với những món quà ý nghĩa này sẽ được ví như thanh kim và sợi chỉ, và được cô dâu và chúng ta, cô dâu và chú rể sẽ cất giữ để cùng nuôi dạy con khôn lớn trưởng thành trong mai sau. Và một lần thì xin được cảm ơn món quà đến từ gia đình anh Mỹ Thảo, gia đình ông Bính Bảo cũng như gia đình anh Nhi Bính và em Bình Ngoan. Và đặc biệt hơn nữa, và xin được cảm ơn món quà đến từ gia đình ông Ngoan Hương và gia đình ông Ngọc Trai cùng như gia đình anh chị Đức Bầu cũng có những món quà để cùng gửi gắm tới hai em, hai con mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin được kính chúc cho những người chị, người cha, người chị, cô dì, chú bác sẽ cùng luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an khang. Mỗi quà hoa đăng ký sẽ xìm xòn với quân tăng cồn. Mà đã xung mại xung mẹ phò mẹ phía đông đó. Xung mại xung mẹ phò mẹ phía đông ơi. Mình hãy phò mẹ phía đông là họ mi mua mi quay, mi xe máy, tivi tủ lạnh, mi ô tô, mi phía đi cái, mi bẻ, mi mũ, mi mà chỉ tăng hợp cô giáo chú rể. Họ có phải tăng sân khấu nữa. Xung mại xung mẹ phò mẹ phía đông nữa. Thế khỏi trăng bà thôi. Ai đúng ô ăn ăn. Khí bẻ mà đã phò mẹ phía đông ấy. Mất trăng vào tên lửa được không ạ? Vâng ạ, dưới là tuyệt vời. Và quý thân mến, và ngày giây phút này đây, và cũng như để cùng hòa chung với không khí ngày vui, và đặc biệt để cùng đón nhận những món quà yêu dấu để cùng gửi tới cô dâu và chú rể trong buổi chiều hôm nay. Một món quà giá trị rất là lớn, đúng không ạ? Có thể không thể mua được bằng tiền, nhưng nếu mà quý giá bằng tiền thì nó rất là lớn lao, đúng không quý vị? Một món quà để cùng gửi trao cho cô dâu và chú rể cũng như chú rể Thư Duyên và cô dâu Đinh Loan trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, một món quà trị giá 5 tỷ đồng sẽ cùng gửi trao cho cô dâu và chú rể trong buổi chiều hôm nay. Quý vị có biết là món quà gì không? Quý vị ơi! Và đó là những tràng pháo tay của toàn quý vị. Một tràng pháo tay trị giá 1.000 tỷ đồng để cùng chúc mừng chân là hạnh phúc, được không? Quý vị ơi! Vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ vâng, kính thưa toàn thể thân mến, và quý vị chúng ta đã và đang được cùng chứng kiến với những món quà yêu thương cũng như đại gia đình của chúng ta đã cùng gửi tới cô dâu và chú rể trong buổi chiều hôm nay. Và đặc biệt để cùng đáp lại với những tình cảm đó thì ngay giây phút này đây thì rất là trân trọng kính mời cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng trở về với tháp lên tình yêu để cùng khui ra những ly rượu mang hương vị của tình yêu, cùng đây cùng chiếc ngọt sực bùi. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Vâng, ai chúc cười chú rể của chúng ta hơi ngượng hơn chút ạ. Một tràng pháo tay nối đây cùng và đặc biệt để cùng đồng viên cho chú rể không quý vị ơi. Vâng, và xin chào mừng chú rể của chúng ta sẽ cùng gặp mừng và khắp trời trời xung quanh và để cùng lắc trời trời thật mạnh đi nào. Vâng, rất là tuyệt vời, và chú rể của chúng ta đã và đang được cùng gặp mừng và khắp trời trời xung quanh.
và mắt liền duyên. Có lẽ rằng chú rể của chúng ta đang cảm thấy rất là xúc động khi với những tình cảm yêu đương mà chú rể của chúng ta đã và đang được mình đón nhận, và cũng như mở đầu chúc mừng tình yêu chúng mình tích cực. Và xin được trân trọng kính mời và đôi bạn trẻ của chúng ta tiếp tục đây cảm thấy hát gửi bài sắp bắt đầu và sắp chân rồi thật mạnh được không ạ? Vâng, xin mời mạnh lên đi chú rể ơi. Vâng, rất là tuyệt vời. Chú rể của chúng ta hình như đâu đang quân thủ được không ạ quý vị? Chú rể ơi, cười tươi lên nữa được không ạ? Vâng, rất là tuyệt vời. Vâng, rất là tuyệt vời. Và ngày giờ quyết định đây thì xin trân trọng các đồng chí của chúng ta sẽ cùng tay trong tay để dùng rất là tham lực tình yêu để dùng chiếc mặt sẽ bùi. Vâng, xin trân trọng các đồng chí. Dạ vâng, kính thưa các vị thần tiên, và có lẽ rằng chiếc đầm màu hồng đang mong máu của trái tim. Mọi những dòng dương đang tuôn chảy trên tháp ly tình yêu tượng trưng cho nước và mật ngọt, những thành kính cho tình yêu hôm nay và mật ngọt đẹp thứ cho tình yêu tương lai sau này của cô dâu và chú rể. Và những màn sự chẳng quân nào đã và đang liên tục tuôn chảy để cùng bày bổng cầu như đặc biệt với những tháp ly tình yêu và về tượng trưng cho không bằng cảm xúc của chị cùng anh em rồi đúng không ạ? Vâng, rất là tuyệt vời. Với kinh nghiệm lần đầu chú rể với lần hai chú rể rất là nhanh chóng để cùng ngồi với nước chân trời sông Bạch Đằng thì xin được trân trọng và chân thành cảm kích một lần nữa tay trong tay để cùng dắt đường chân trời sông Bạch Đằng. Dạ vâng, kính thưa các thành viên, quả thật anh rất là dòng sông để em là vì cũng như để cùng ngợi kính dâng lên những người làm cha mẹ thì ngay giây phút này đây thì xin được trân trọng kính mời vâng ngài chú rể thứ riêng của chúng ta sẽ cùng gặp hai ly rượu tình ngầu hạnh phúc nhất của mình để cùng gửi gắm về bên hòa nhà vợ và cô dâu Đinh Loan của mình, và chúng ta sẽ cùng đặc biệt hơn nữa để cùng gửi tới đặc biệt là gia đình bên hòa nhà trai bằng những món quà cũng như những ly rượu tình cảm nồng nàn nhất của mình. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Và xin được trân trọng kính mời đồng trẻ của chúng ta một lần sẽ cùng tay trong tay hoài phí văn phí của chứng minh từ điều thời số mai số mấy phòng mẹ phí đồng đó. À mời đi số mai số mấy phòng mẹ phí đồng ơi, học kỳ lầu tướng khuyên lời báo đây đâu số mai số mấy mấy. Nhưng thầu hát tư thường hầu chóng lầu ngay số mai số mấy đó. Đấy cả thầu nó nói hầu tướng khuyên là phèn lán của tướng khuyên mấy lên đó. Bao phát tướng khuyên bao năm bán hầu những lên đó. Khánh bi của tướng khuyên lên đó. Ai mày đây từ đâu ạ? Bấm mi bao lầu kín cái này đó. Quý vị thân mến, và quý vị chúng ta đã cùng sẵn sàng chưa hả? Và chúng ta sẽ đồng thanh 1, 2, 3 rồi. 1, 2, 3 uống và 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc được không quý vị ơi? Quý vị ơi! Cho to được không ạ? Một lần nữa không ạ? Quý vị ơi! Nồng nhinh, chẳng nhinh, bé cháu hùa, bé hồ mà đấy. Một lần nữa không ạ? Quý vị ơi! Ai tứ mù nhỏ lặng khán đó mới thôi. Một lần nữa quý vị ơi, và chúng ta sẽ đang đóng sân khấu cũng như đặc biệt đóng trong hội trực cưới được không ạ? Quý vị ơi! 1, 2, 3 Số 2, 3 Số 2, 3 Uống 2, 3 Cạn 2, 3 Chúc mừng hạnh phúc 2, 3 Âu mắc kín Âu hành đã xuống mai, xuống mẹ bà mẹ phía đồng đó. Nhát thiềng xì lầu xiềng sang bờ sờ sang nhọt rết sang lầy cây sang pin hánh sơ tờ bè khỏe sang tổ dương cắm má chúng vé số số hà xíp tỷ nó số mai số mê bà mê phía đông nữa. Vâng, và xin được trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta sẽ cùng trao gửi thương bằng những món quà yêu thương và điểm đặc biệt hơn nữa bằng với những ly rượu mà cô dâu và chú rể đã kính dâng lên những người làm cha làm mẹ. Và xin được hai bên thông gia sẽ cùng tiến lên để cùng chào mừng với nhau đi ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể thân mến, và lẽ rằng quý vị chúng ta đã và đang cùng chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời và cũng như đại gia đình của chúng ta đã cùng trao gửi tới nhau trong bầy trường ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa, ngay giây phút này đây, và chúng ta đã cũng như chính thức đặc biệt cũng như đại gia đình của chúng ta cũng như bên hò nhà trai và bên hò nhà gái của chúng ta đã chính thức có giao hiền và giới thiệu. Và xin được kính chúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta sống đến đầu bạc răng long. Và chú rể ơi, đầu bạc rồi thì ta nhuộm lại đen, còn cô dâu ơi, răng long răng rụng rồi thì ta dâm giả đối tiếp hai bạn nhá. Và xin được kính chúc cho đôi trẻ của chúng ta sẽ ngày càng trèo năm hạnh phúc và hạnh phúc trăm năm, mãi mãi bền chặt gắn bó bền lâu. Và ngay giây phút này thì xin được trân trọng kính mời cũng như đại gia đình của chúng ta sẽ cùng bước xuống nhâm tiệc để cùng chào đón tạm biệt quý khách trong buổi chiều nay. Vâng, xin mời.